Trang Facebook của người được gọi là Giang Hồ Mạng Huấn Hoa Hồng đăng tải thông tin Huấn bị đánh thương tích ở Đại Tử, Thái Nguyên và khẳng định sẽ sớm đưa hung thủ ra vành móng ngựa. Ngày mùng 2 tháng 12, mạng xã hội xôn xao thông tin Giang Hồ Mạng Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, chú huyện Trấn Yên, Yên Bái, bị hành hung tại địa bàn huyện Đại Tử, Thái Nguyên, phải nhập viện kiểm tra, điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể. Trang Facebook của Huấn Hoa Hồng cũng có bài viết liên quan đến sự việc này và khẳng định đã trình báo sự việc tới công an huyện Đại Tử. Sự việc sẽ sớm được làm rõ và kẻ cố ý gây thương tích cho Huấn sẽ sớm ra vành móng ngựa. Trong bài đăng, Facebook Huấn Hoa Hồng cho biết Huấn gặp sự cố chiều ngày mùng 1 tháng 12 và phải vào bệnh viện Tung ương Thái Nguyên thăm khám. Ngay sau đó, hình ảnh Huấn chụp quang, băng bó và phiếu khám bệnh được phát tán lên mạng xã hội, trong khi phòng chụp chỉ có Huấn và bác sĩ. Việc phát tán hình ảnh này được cho là gây ảnh hưởng đến đời sống, công việc của Huấn. Trang này cho biết, luật sư của Huấn đang chuẩn bị giấy tờ để làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, yêu cầu giải thích rõ ràng kèm lời xin lỗi. Trưa ngày mùng 2 tháng 12, trao đổi với thanh niên, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác nhận, tối ngày mùng 1 tháng 12, đơn vị này có tiếp nhận bệnh nhân có tên Bùi Xuân Huấn, quê tại Yên Bái. Thời điểm vào viện, bệnh nhân Huấn nói có xảy ra xô sát tại địa bàn, vùng chán có vết thương hở và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu, Huấn được chuyển sang khoa ngoại thần kinh. Sau khi khâu vết thương hở, Huấn được cho đi chụp chiếu và xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng, thương tích chủ yếu ở phần mềm. Huấn được xuất viện ngay sau đó. Về vấn đề hình ảnh của Huấn phát tán lên mạng xã hội, tiến sĩ Nghi Yến Trường Giang, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết ông đã nắm được thông tin và đã yêu cầu kích trực kiểm tra xem có hay không việc phát tán hình ảnh của bệnh nhân ra ngoài. Từ năm 2015 đến nay, nhiều người biết đến huấn hoa hồng là giang hồ trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng, giao giảng đạo lý trên mạng và nhận được nhiều lượt theo dõi. Hồi tháng 7 năm 2020, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội xử phạt huấn hoa hồng 15 triệu đồng về hành vi đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn đệ nhất kiếm tiền và bí kích kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Đồng thời, Huấn Hoa Hồng còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán hai cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh huấn hoa hồng từng bị công an quy bình thạnh thành phố hồ chí minh phối hợp với công an phường 22 quận bình thạnh phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn phường 22 huấn hoa hồng cũng từng được đưa đi cai nghiện ma túy bản tin hóng phùng của chúng tôi đến đây là hết xin hẹn gặp lại ở những bản tin cập nhật tiếp theo